Xin chào các bạn. Thì ngày 19 tháng 4 năm 2021 thì chính phủ có ra nghị định 52 năm 2021 để ra gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất cho các doanh nghiệp. Thì để kê khai và nộp cái giấy gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất theo cái nghị định 52 này trên cái hệ thống thuế điện tử. Thì hôm nay dịch vụ kế toán Vĩnh Phúc xin chia sẻ với các bạn là cách đăng ký tờ khai cũng như là nộp cái tờ khai gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất trên cái thuế điện tử này. Đầu tiên các bạn mở trình duyệt là Chrome lên. Sau đó các bạn đăng nhập vào trang thuế điện tử.gdt.gov.vn. Các bạn là đăng nhập vào chỗ doanh nghiệp. Sau đó các bạn vào đăng nhập. Các bạn là đăng nhập tên và mật khẩu vì mã xác nhận. Sau đó vào đăng nhập. Sau đó các bạn vào chỗ khai thuế này, các bạn đăng ký thêm cái tờ khai. Các bạn kéo xuống vào đăng ký thêm tờ khai này. Tiếp theo bạn tìm đến cái mục mà gia hạn nộp thuế. Các bạn tìm đến cái giấy ra đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất theo nghị định 52 này. Các bạn tích vào cái dấu tích ở bên cột cuối cùng này. Sau đó các bạn nhấn tiếp tục. Nên các bạn nhấn chấp nhận để đăng ký cái tờ khai. Tiếp theo để lập cái tờ khai này thì các bạn vào kê khai thực trực tuyến. Các bạn cũng có thể là lập cái tờ khai này trên cái phần mềm HTKK phiên bản 4.5.7. Đây là kê khai trực tuyến. Các bạn vào kê khai trực tuyến này. Sau đó các bạn sổ vào cái mũi tên sổ chéo này. Các bạn kéo đến giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất. Sau đó các bạn nhấn tiếp tục. Thì đây chính là mẫu giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất. Đây các bạn là đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất ở mục nào các bạn tích vào. Như doanh nghiệp các bạn là doanh nghiệp nhỏ thì các bạn tích vào cho doanh nghiệp nhỏ, còn nếu doanh nghiệp các bạn là doanh nghiệp siêu nhỏ thì các bạn tích vào doanh nghiệp siêu nhỏ này. Điền cái lĩnh vực hoạt động và điền cái số lao động của các bạn là đơn vị các bạn vào đây, điền cái doanh thu và cái số vốn điều lệ. Tiếp theo là các bạn nhấn hoàn thành. Tiếp theo là các bạn xác nhận ký và nộp này. Để ký và nộp tờ khai. Như vậy vừa rồi là dịch vụ kế toán Vĩnh Phúc đã chia sẻ với các bạn cách đăng ký giấy gia hạn nộp tiền và tiền thuê đất theo nghị định 52, nghị định chính phủ. Nếu thấy video hay hữu ích, các bạn vui lòng đăng ký kênh, nhấn like, nhấn chuông để nhận được những chia sẻ tiếp theo. Bạn nào trong quá trình thực hiện mà có vấn đề gì thì có thể comment, để lại comment phía dưới, tôi có thể là hỗ trợ các bạn. Chúc các bạn thành công.